Hello, vợ chồng anh hai mến chào ông bà, cô chú bác, anh chị em. Chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hello, chào mọi người. Long time no see mọi người. Mọi người có khỏe Hi không? Vợ chồng em thì vẫn khỏe nha, chúc mọi everyone. người luôn khỏe nha. Quý vị ơi, 2 tuần nay rồi, quý vị có nhớ em không? Em, vợ chồng em lúc nào cũng nhớ quý vị hết á. Quý vị nhớ em nha, đừng có quên em nha. Quên em buồn lắm đó. Lúc nào mình cũng luôn nhớ quý vị hết trơn, 2 tuần rồi cũng không chia sẻ với quý vị ha. Bữa nay thì mình cũng tranh thủ thời gian để chia sẻ với quý vị, bởi vì 2 tuần trước vợ chồng em cũng mà bận ha, chuẩn bị mấy phần ăn đó để mà mình đi giúp cho những anh em vô cư đó. Thì mấy anh em vô cư ở đây thì đa số là người Mỹ nhiều nha quý vị. Đó thì người Mỹ thì mình phải nói tiếng Mỹ. Thì cũng có nhiều anh chị em cũng người Việt á, cũng không nghe được tiếng Mỹ nhiều á anh. Thì bữa nào vợ chồng mình có thời gian á, mình sẽ chia sẻ là những câu chuyện mà gặp những anh em vô cư đó, những anh em chia sẻ như thế nào đó, thì mình sẽ làm cái clip chia sẻ cho quý vị nghe ha. Thì hôm nay vợ chồng em cũng muốn chia sẻ với quý vị là kinh doanh từ thiện nha quý vị. Kinh doanh từ thiện đúng Dạ, kinh doanh từ thiện đó. Trời ơi, kinh doanh từ thiện á, 2 tuần nay mình không nói tới nó không? chắc Đúng nó rồi. quên mình rồi hay sao Đúng anh. rồi. Trời ơi, tiền á thì kêu gọi ha, tiền thì muốn vô nhiều, nào là kêu gọi là tiền quỹ, nào là tiền kinh phí đồ này nọ kia, rồi nào là tiền nấu ăn này nọ, ôi đủ thứ hết trơn quý vị ha. Thì ba người Bắc Cali thì em nói người nào trước em nói đi em. Thì bây giờ trước tiên á thì mình nói Hát Phạm trước đây ha. Hát Phạm. Thì nói tới Hát Phạm thì á, gần đây nè thì câu chuyện mới nhất mà mình chia sẻ đó, trời ơi, cũng như là câu chuyện của anh Mía ha quý vị. Trời ơi, thương anh Mía quá không, mấy tháng trời rồi, họ từ hôm 1 tháng 5 tới nay đúng không, 30 tháng 4 á là mình đưa anh Mía về suối không, anh Mía muốn về đó thì mình đưa về đó, thì mình cũng là cho liệu cho anh Mía không, cho thức ăn gói này kia mờ nọ đó, cũng cho anh Mía không, thức ăn liều mền rồi cho tiền mặt nữa, rồi chị Khánh Linh cũng cho tiền mặt cho anh Mía nữa đó. Vợ chồng mình đưa Mía về suối đó. Vậy á mà cái con Hát Phạm á anh, quý vị biết không, nó mừng lắm, nó mừng lắm, mừng khi có một người ha, một người vô cư được trở lên bờ, được vợ chồng em và chị Khá Linh giúp cho anh Mía ha, đó chuẩn bị là giúp cho anh Mía để mà cho ảnh thoát cảnh vô cư luôn đó. Vậy mà người ta không mừng, người ta mừng chỉ là mừng khi nào mà có diễn viên trở về suối đó, chẳng hạn như anh Mía nha, trở về suối để cho người ta quay, người ta làm phim ha, đây người ta kêu gọi được đó, người ta mừng như vậy đó, mua pizza ăn mừng cho anh Mí trở về suối. Trời ơi, từ lúc đó đó anh, cộng đồng mạng anh Thường Quân ta biết rồi phải không, cái tâm vậy á là hả, cái tâm á có phải là giúp vô cư không là ta biết liền, giúp vô cư là mình phải giúp sao cho người đó ha được thoát cảnh vô cư, Đúng rồi, lên lên bờ, bờ đúng rồi. làm lại cuộc đời đúng không, Đúng rồi. đó, kiếm chỗ làm cho ảnh ha thế nào ha. Rồi đằng này á đâu phải đâu đó, cứ đi quay gặp anh Mí mỗi ngày luôn ha, quay hồi trước á thì còn ba cái vụ mà đưa số điện thoại Mí lên kêu cộng đồng mạng rồi giúp đỡ cho anh Mí nữa đó, mà anh Mí còn không biết cái tài khoản của mình á, cái bát của mình, cái ngân hàng mình vô làm sao nữa, mà nó ra nó kêu gọi sau này mới biết cái là hả, trời ơi, cái bát ngân hàng của anh Mí đổi mà nó biết, anh Mí đâu gặp nó đâu mà nó không biết, mà nó kêu gọi tiền vô kiểu đó là coi như là sao quý vị, coi như là nó kêu vô ha, mà vô tiền vô á là coi như ở trong đó nó làm cái gì làm không ai biết hết trơn á. Anh Mí còn không biết, nó Mí còn không biết nó kêu gọi luôn đó quý vị, bởi vì lần nào nó kêu gọi tiền á anh thấy không, quý vị thấy không, đâu có anh Mí ngồi trong xe đâu, nó kêu gọi cho anh Mí mà anh Mí không có ngồi trong đó, kêu gọi là kêu gọi một mình không à, mà lúc anh Mí á thì không dám kêu gọi, không có kêu gọi ha, nó kêu gọi tiền này tiền nọ. Đúng rồi. Nếu mà thương anh Mí quá thì đâu có để cái phim mà của anh Mí á Đúng anh Mí bị rồi. cảnh sát bắt gì đó Ồ, đánh chỗ phụ nữ đó. đó, đâu có lấy cái phim nó để lên đúng không, Đúng rồi. lấy cái phim nó để lên như vậy á là hả, còn làm nhục anh Mía nữa đúng không, thương anh Mía thì đâu có ai làm như vậy. Cái Đúng này rồi. á anh biết không, theo em thấy á, nhìn vô là em biết là thương mà thương tiền đúng không, để đó mấy cái phim vậy lên á thì mới có tiền nhiều đúng không, cái view nó nhiều á, cái tiền nó vô nhiều, lương tháng nó nhiều hơn cái lương tâm đó. Giúp anh Mía thì á, trời ơi, nếu mà thương Mía quá, trời sao hỏi cái gì cũng hỏi gặp Mí nè, nào là hỏi là anh Mí ơi phút tem ha, dẫn anh Mí đi Costco nha, anh Mí thì có thân một mình nè, đi Costco thì quý vị cũng biết rồi, đi vô cái Costco á là mua đồ lúc nào cũng là mua số nhiều không à, số lượng nhiều
ha, đại gia đình, tại gia đình đông mới vô có cồ mua, mua cái loại mà cái đó là dạng mua sỉ đó quý vị ha, mua nhiều. Mà anh biết độc thân có mình à, đâu cần mà phải tới vô có cồ, chỉ cần đi chợ đi vô mắc hẹn mua là được rồi. Đó cần phải vô có cồ đâu. Đó, vô có cồ có đó mua đồ cho ai ha, ha, mua đồ cho ả chứ mua đồ cho ai. Ha, lấy phút tem, quên mía, rồi dẫn anh mía đi, đi này đi kia. Trời ơi, ngày nào anh mía có phút tem á, là nó đều nhớ hết trơn á, chở kiếm mía đi liền, đi có cồ liền, vũ đi cái cồ liền. Đó, cái gì cũng nhớ hết trơn á, mà có một cái quên. Em đố quý vị biết quên gì không? Quên cái gì nè? Quên là quên á, anh mía ơi, trời thương anh mía quá, bữa tới giờ á, anh mía thuốc còn không? Anh mía bệnh đó, anh mía có đi bác sĩ không, có tái khám chưa, còn thuốc không vậy anh mía? Trời thương quá trời thương luôn, cái gì cũng nhớ á, quay phim nói chuyện ha, làm phim là nhớ. Ô bữa nay mình hết phim là phải kiếm anh mía quay nữa. Đó cái đó nhớ. Nhưng mà cái thuốc của anh mía, hỏi thăm anh mía có đi bác sĩ chưa, có đi khám bệnh chưa, có tái khám, có lấy thuốc chưa, đó cái đó thì không nhớ nha quý vị. Trời ơi, 5.000 nghe nói giúp vô cư, có tiền vốn 5.000 trong túi đó. Đó thì sao mà không lấy 5.000 đó ra để mà giúp mướn phòng cho anh mía đi. Nếu mía có phòng ở đàng hoàng thì mía đâu có đi lòng vòng. Đâu có đi lòng vòng để mà có chuyện. Mà cái vụ mà 5.000 chính miệng Hắc Phạm nói nó sẽ bỏ ra chích ra 5.000 để giúp anh em vô cư, đúng không? Đúng rồi anh. Mà chính miệng nó nói là nó nói thì nó sẽ làm. Ủa có làm không em? Không. 8-9 tháng nay rồi không có không thấy bỏ ra đồng nào hết trơn á. Mà thấy clip nào lên cũng kêu gọi kinh phí ha, kêu gọi kinh phí mà không thấy bao giờ có sao kê hết á. Không thấy bao giờ mà có sao kê lên đâu. Vậy em thấy lúc này có phát quà không? Cũng như là giống như có, cũng là cho mấy anh em vô cư ăn đồ gì á. Anh thấy không có. Lúc này chỉ là giao quải quay phim, quay thôi. Phim thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà anh biết không, mà lúc này á ha, trời coi như con người ta lúc này á là được á mấy người như là khán giả hay chị nào đó biết không, đưa bánh vô đi phát rồi thì có cái tiền đó, là cái tiền tiền cái đó là bánh đó có người đưa vô không, có người đưa vô cho phát mà đi làm phim là tất nhiên có thêm kinh phí vô đó ha, mà không có thấy chích ra cái tiền mà để mà phát quà cho anh em vô cư bằng cái tiền lương tháng của mình đâu, toàn là anh thấy kêu gọi không à anh. Và không có sao kê anh ơi. Bởi vì người ta mới gọi là kinh doanh từ thiện là chỗ đó đó, biết không? Rồi anh biết không, còn diễn như vậy nè, nhắc lại cái vụ xe của anh Bi á anh. Đúng rồi. Phải nhắc lại để trời ơi, cái này á là quan trọng lắm nha. Đúng rồi, quan trọng. Cái gì cái chứ mà cái uy tín là rất là quan trọng nha quý vị. Hay là làm cái gì, nhất là cái mình đụng tới mà từ thiện, mà từ thiện mà nhận tiền của Mạnh Thường Quân là phải, mình phải sao kê minh bạch anh biết không? Đúng rồi. Đó, mà cái này á kêu gọi từ thiện, nhận tiền xong mua xe rồi cho Bi đó anh. Đó, bây giờ á cộng đồng mạng nè ha, vợ chồng em hỏi á cái bằng lái xe của Bi dạ, thì không có đưa lên rồi đúng không? Thì biết rồi. Đó, bây giờ khách phạm cũng nói là Bi không có, chưa có làm bằng lái nữa đúng quý vị, đúng không? Giờ hỏi thì mới biết. Chưa làm bằng lái thì làm xong mua xe, làm sao chạy xe đúng quý vị? Không, là thấy diễn chưa? Rồi á không còn lái, bây giờ á nè. Ha, ha, Hắc Phạm cũng còn nói á, cũng còn lương lẹo dữ lắm nha. Nói là MB á là có mua xe rồi, khăng khăng nhất định là nói có mua xe rồi, mà quay một khúc phim á, hai chút xíu cái phim mà video cũ của mình á, là trước quay á, có phút á, phút mấy á quý vị, đưa lên chiếc xe đó, quay chiếc xe đó. Mua rồi. Nói mua rồi vậy á. Ha. Rồi á bây giờ mà nói là lần thứ hai mới đây á thì nói là Bi mua xe rồi, cái video cuối cùng không nói tới Bi nữa. Đó, để anh chi? Để cho mọi người đừng chạy, tại vì cái biểu này biết diễn rồi, nếu mà hỏi tới hỏi lui thì sao đưa ra được, cho nên là sao dám nói, anh biết không? Rồi cái quay lại cái video cũ đó đưa lên, nếu mà gặp Bi mà Bi mua xe rồi, tại sao không gặp Bi ngay trực tiếp để nói chuyện với Bi, để quay lại xe đó, cho người ta coi lần nữa đi, đúng không? Rồi á, nói Bi á, là giờ Bi mua xe rồi, thì Bi lấy cái giấy chủ quyền xe nè, Bi mua xe xong nè, là có giấy chủ quyền xe, Bi chưng lên, ha, Bi chưng lên đi, cho cộng đồng mạng nè, cho mấy người Mạnh Thường Quân mà giúp Bi đó, bỏ tiền vô giúp cho Bi mua xe để cho mọi người vui, cho vợ chồng Yến Nhi vui, không? Cho khán giả người ta vui là Bi đã có xe rồi, đúng không? Đằng này không đưa lên được luôn. Mà trời ơi, em hỏi anh chứ làm sao á mà đưa lên được, tại vì diễn mà, đúng cho nên rồi. Phải nói là cái clip cuối cùng, video cuối cùng nói về Bi. Đúng rồi. Chứ nghĩ đi, nếu mà thật sự nha, nếu mà mua xe cho Bi nha, là người ta sẽ đưa lên là cái giấy chủ quyền xe của Bi liền, kêu Bi lên làm phim hoài luôn á. Đúng rồi. Mà lắc phải này đi đâu á, phát quà đi tới đâu cũng chở Bi đi theo luôn, Bi nó phụ nữa đó anh. Ồ, em nói cái vụ này á, cái ngày hôm qua hôm kia gì á, lúc mà Hắc Phạm nó dẫn anh Cây, cái không biết cái anh nào nữa đi vô xin tiền phút tem á em.
Xong rồi anh Cai lấy ra cái ID của anh đưa lên ở trong video luôn á, đưa cái ID lên đó cho người ta xem luôn. Thì đó, quý vị thấy không? Nếu mà anh biết không, nếu mà cái gì mà có thật á, là có hát phạm này sẽ đưa lên liền. Đúng rồi. Mà cái này á, không có thì làm sao mà đưa. Bây giờ cộng đồng mạng mạnh thường quân người ta cũng đã biết rồi đó, không? Cái gì vậy á, sự thật nó cũng đã phơi bày ra sự thật sáng rõ như là trăng rằm luôn đó quý vị. Đó, thì bây giờ cộng đồng mạng cũng biết là cái con hát phạm này, em biết không, là kinh doanh từ thiện. Ra đây á, ha, muốn qua mặt mấy người mạnh thường quân khán giả, xem thường mấy người khán giả của nó đó anh. Đó, thì á, ha, đó, bây giờ á, người này hết tới người kia toàn là kêu gọi không à, nhận tiền của mạnh thường quân không à. Ha, cũng giờ tiếp theo cũng chẳng hạn như là cái bà Hương Hoa Đèo đó anh, thấy không, Hương Hoa Đèo nè, đó, nhận tiền của mạnh thường quân khán giả đồ để mà nấu cơm cho mấy anh em vô cư đó, quý vị thấy không, đợt một, đợt hai, đợt ba, đợt bốn, đợt năm đó, bây giờ là đợt năm ha, chuẩn bị tới đợt sáu nữa, mà đợt năm á là sao kê. Thấy làm clip sao kê tài chánh, sao kê nha các bạn á, lúc nào cũng để là clip sao kê tài chánh để có phim lên anh, mà không bao giờ thấy lời ship lên hết trơn á. Ha, hay vậy đó. Anh biết sao không, anh biết tại sao không có lời ship lên không, em nói cho anh nghe. Tại vì những cái món ăn đó đó, những cái đồ ăn đó đó là những mấy cái đồ ăn là của thì khán giả ha, khán giả đưa vô phần rồi đi xưng á, của từ thiện của chùa đó anh, mấy cái người ta cho từ thiện á trong chùa rồi trong nhà thờ đó đó. Đúng rồi. Người ta phát á, rồi đi vô đó xin lấy về phải không, rồi phát đó, thì để về nấu rồi trừ tiền của mạnh thường quân. Đúng thì làm rồi. Sao mà đưa được để ship lên. Đúng cứ rồi. Ngồi trên cái máy computer, ngồi trên máy tính cứ hả tự mình biên, tự mình đánh vô cái tự mình trừ tiền vô. Đúng rồi. Mà để ship thẳng lên lên, em hỏi quý vị. Đơn giản thôi, mình mua đồ thì mình phải có để ship đúng không? Trời em thiệt anh á, để ship thôi ha. Nhận tiền của ai, mình nhận tiền người nào, mình mua đồ đưa để ship ra đàng hoàng cho người ta coi. Lúc nào cũng vậy trơn á. Thấy không? Còn ví dụ mà đợt năm á, giống như còn dư tiền em 2.000 mấy mình, không? Sao mình đi tính đợt 6 được em? Đúng rồi. Đợt năm còn chưa làm xong nữa. Còn cái giống như sau kê ra trừ chi phí ra cũng còn, bây giờ nghe nói cũng đợt năm cũng còn 2.800. Bây giờ đợt 6 cũng kêu gọi tiền lên vô đợt 6 nữa. Bây giờ nghe nói gì không vô tiền luôn. Nghe nói chỉ có hai người bỏ tiền vô giống như miết. Bây giờ em nghe nói gì nữa nè anh, em nghe nói bây giờ mới nói á là mấy người mạnh thường quân trả hết trơn rồi, không ai vô tiền hết. Trả là phải rồi. Đúng rồi, tiền vô quá trời luôn, còn giữ tới đợt năm mà còn giữ tới 2.000 mấy luôn. Đúng rồi, mà không đi ra phát cho người ta mà còn muốn vô tiền nữa. Em nghe bà nói gì nữa nè anh, còn mắc cười lắm quý vị. Bà nói vậy nè, bà nói là hả bây giờ á mạnh thường quân trả hết trơn còn không ai vô tiền hết trơn á, không ai vô tiền hết, tôi cũng làm mà tôi nghĩ. Em mắc cười đúng không, từ thiện là không phải như vậy đúng không, từ thiện là mình phải làm, mình phải á, mình phải làm từ tâm. Tiền mình nhận của mạnh thường quân là mình phải minh bạch, mình phải sao kê có receipt đưa lên minh bạch rõ ràng, đúng không? Tiền nào là tiền đó, tiền từ thiện mà, đúng không? Mạnh thường quân đưa vô là làm từ thiện mà, mình phải minh bạch một đồng cũng là một đồng để rõ ràng cho mạnh thường quân thấy, đúng không? Cái nào ra cái đó. Còn á, làm từ thiện nữa anh biết không, là mình phải làm á, trời, phát quà cho anh em vô cư làm từ thiện. Mà mình thế thì bởi là nhận tiền vô như vậy mà cái tiền mà mạnh thường quân đưa vô, nếu mà không đủ nha, nếu mà không đủ nha là mình phải chích cái tiền của mình ra, mình phải lấy thêm cái tiền của mình ra để mình phát cho đủ luôn cho anh em vô cư ăn đầy đủ những phần ăn đó. Đúng rồi. Cái đó mới là từ thiện. Chứ không á, mình làm từ thiện là mình không có thể nào mà mình ra mình tính toán từ đồng từ cắt nữa chứ. Chẳng hạn như là nào là tiền nước, rồi nào là tiền xăng rồi nào là tiền gác, rồi cái gì cũng tính hết trơn á anh. Ha, cái gì cũng trừ là cái mình quân hết trơn á, mấy cái chuyện đó nó không có đáng, em biết không? Mình đã làm từ thiện mình giúp người ta ha, mạnh thường quân đã giúp tiền vô phụ rồi là coi như là cũng đỡ phần nào lắm rồi. Đúng rồi. Mà đằng này ha, mình không đã bả đã không xuất tiền ra rồi, tiền là của mạnh thường quân hết trơn, còn giữ lại của mạnh thường quân ở đó trong tay bả là 2.000 mấy để mà nấu ăn cho anh em vô cư đó, mà còn giữ lại đó mà còn chưa có làm nữa, mà còn muốn kêu gọi thêm đợt cho đợt 6 nữa. Ha, rồi bả nói là ôi coi như chuyến này á mạnh thường quân trả hết trơn rồi, từ bữa tới giờ coi như là không ai đưa tiền vô nữa, không ai đưa tiền vô là sẽ không làm. Cái đó là không phải làm từ thiện. Đúng cái rồi. Đó là chỉ là ra làm phim, làm phim đó. Kiếm mấy cái người anh em vô cư đó đó lại ngồi nói chuyện, ngồi tán dóc ăn uống, coi như là bao ăn mà. Bao ăn đó, ăn đi rồi chơi, bao ăn bao chơi. Cứ bao nhiêu đó diễn viên mà cứ hết năm này qua năm nọ 4-5 năm trời cũng bao nhiêu đó, có mấy chục người đó cứ quay làm phim, cứ quay làm phim, cái tiền vô, cái tiền vô hoài. Thấy không, nuôi hoài, mà nuôi từ lúc sống luôn, lúc còn sống ha, còn mạnh ha, còn nuôi ha, rồi cái nuôi chị ăn đi chơi. Rồi mấy anh cứ thích
sở thích của em thích soi đỏ, thích đi chơi cái gì theo thú vui của anh ha, thích hút ha, cái gì cứ làm thoải mái đi. Rồi tới ngày mấy anh ra đi á, về về chầu trời á ha, về á chầu trời á, gặp đoàn tụ ông bà á, thì tôi sẽ ra kêu gọi tiền chết luôn ha, tiền làm tang lễ luôn đó, tiền gì cũng kêu hết trơn á anh. Mà ha, tiền coi như là tiền của mạnh thường quân mà, bao ăn ha, bao ăn rồi bao chơi rồi hả, bao tới hả tang lễ luôn nữa chứ. Trời, em thấy mắc cười lắm anh, mấy cái đứa này làm từ thiện nhiều cái mắc cười lắm anh, mà tiền túi không bao giờ bữa nào bỏ ra hết trơn á. Tang lễ còn kêu gọi xong rồi bỏ túi nữa, bí ghê á. Ừ đó, nói tới tiền tang lễ bỏ túi nè, tiếp theo là con lương luôn nè quý vị. Đó, hay lắm. Trời ơi quý vị ơi ha, cũng như câu chuyện mà của anh Bình đó. Đó, có anh Bình đó, kêu gọi tiền tang lễ cho anh Bình đó, tới nay là 2 năm rồi. Ồ, ở đây ngày 13 tháng tháng 9 rồi đó. Wow, cái này 2 năm rồi đó nha. Chưa đi nè. Chưa đi đó. Ồ, không biết chừng nào. Tháng 9 á, Hằng hứa là tháng 9 năm 2000 á. Tháng 9 á. Năm 2023 là Hằng Lương Lẽ sẽ đi về Việt Nam trao tiền lại cho người thân của anh Bình và trao lại cái cho cốt đó để hả cho người thân Bình. Mà biết sao quý vị, trong cái câu nói của Hằng Lương Lẽo á, em nghe vậy nè ha, coi như là cái mộ của má anh Bình á anh, chưa có tương tất nữa, coi như làm chưa xong nữa ha, chưa có làm tương tất nữa, coi như cái số tiền đó của anh Bình sáng ngày 8 đó là phải tranh thủ đưa đem về gấp luôn á, đúng rồi, để mà trao cho người thân Bình, để mà lo luôn cái mộ, làm cái mộ cho má của anh Bình với anh Bình luôn đó, là rất là quan trọng nha. Đó, tại vì cái mộ của má Bình mà mất rồi mà chưa có tương tất, chưa có xong, chưa có tương tất, phải không? Là coi như là cái số tiền này về là làm mộ cho hai người mà vẫn còn giữ tiền ở đó, chưa có đi luôn, tới nay luôn. Hằng nói là tháng 9 năm 2023 sẽ đem cho cốt và số tiền còn lại về Việt Nam trao cho người thân của anh Bình ha. Mà cho tới nay là năm 2024 luôn rồi, tháng 9 luôn rồi ha, còn chưa đi luôn, tiền giữ tới 2 năm trời luôn đó quý vị. Thấy không, 2 năm trời rồi quý vị à. Đó thì mà hỏi anh á, làm sao mà hả còn cái gì nữa. Công nhận á ha, công nhận á, phải nói đáng khen cho mấy cái đứa này, nó kinh doanh từ thiện, nó kêu tiền của mạnh thường quân xong nó giữ đó, phải khen nó. Không có ai mà làm được như nó hết trơn anh. Đúng không, mấy người uy tín ta làm được nó, mình phải khen nó là không. Mấy người uy tín không ai làm được như nó hết trơn á. Khen nó giữ tiền của người mạnh thường quân, giữ tiền của vô gia cư, giữ tiền luôn của người mất luôn nữa. Không có ai làm được như vậy hết trơn, có tụi nó thôi à. Okay, ở Bắc Cali thôi. Bây giờ nói vụ Hằng Lương Lẽo thì nói vụ Thiện đi em. Thằng Thiện thì mình muốn chia sẻ cho cộng đồng mạng biết là cái vụ Thiện mà vô tù á em. Là ai dẫn vô tù em? Dạ Hân. Đúng rồi. Thì dẫn Thiện vô tù mà có quay, đúng không? Đúng. Mà Thiện vô tù 3 tháng. Mà không có điện thoại vô. Mà cũng không thấy đi thăm nữa nha. Không có thấy đi thăm. Mà ra cũng không có đi, không có quay đi dước nữa. Là sao em? Trời ơi anh ơi, cái này á anh biết không? Em không có tin. Em không có tin là hả Thiện mà ở tù gì đâu. Cái này á là hả anh, cái này á, núp ở trong nhà thôi. Núp trong nhà. Núp ở trong phòng á, phải không? Về á giữ Thiện trong phòng vậy đó. 3 tháng. Cứ hả Thiện thích cái gì nó cứ điện thoại kêu tới nhà đó, đúng order rồi. Tới nhà có đúng người rồi. Giao hàng tới nhà đó, đúng thì rồi. Thích cái gì cũng được hết trơn á, cứ ở trong nhà cho chị, đúng không? 2 tháng thoải mái đó. Đó, hút khói đi đó, không sao, đúng okay. Rồi trong vòng tháng sau là phải ngưng ở nha. Ăn uống đầy đủ ha, ăn uống đầy đủ, ngủ đầy đủ để cái mặt đó, ăn uống đầy đủ cho đẹp trai lên, đúng rồi, không? Đúng rồi. Đó, cho mập mạp rồi lên bắt đầu ra phim, đúng không? Rồi đó là phim. Rồi bộ phim bắt đầu ra, bộ phim nè, bộ phim nè là chia tay. Hồi trước á thì á mới gặp một hai lần à, cầu hôn, trời ơi, đám cưới đãi 100 bàn nữa chứ anh. Trời ơi, nhớ cái này em mắc cười quá, em đã nói rồi, cái lần đó mình có ra nói nữa anh. Đúng rồi. Mình nói trời ơi, mới gặp nhau được có một lần, lần thứ hai thứ ba là đợi cầu hôn rồi. Chào những cầu hôn nữa chứ, trời ơi. Quý vị còn nói là đãi 100 bàn nữa, nó xạo xạo lên vậy biết chưa anh. Nói là đám cưới đãi tiệc để mà cho mà cộng đồng mạng cho tiền cưới á anh, cho tiền đám cưới đó, cho tiền cưới, cho tiền lì xì, đúng không? Đó. Nhầm đâu đâu có em. Nhầm vô mình lên mình chia sẻ thì biết hết trơn rồi, quý vị thấy không? Đó bây giờ đó, chính Thiện á còn nói đó, đâu có tình cảm đâu. Thiện với Hân là coi như là
coi như là không có tình yêu, coi như là chỉ có tình bạn thôi chứ không có tình cảm. Hiểu không? Đó. Mà lúc mà con Gia Hân á anh quay Thiện á anh, em thấy á là Thiện cái vẻ như là Thiện hồi trước tới giờ thì Thiện cũng có nói rồi. Nhưng mà về con Hằng cũng có nói, nó Gia Hân nó cũng có nói, cũng biết cái tính Thiện mà tụi nó cũng biết mà. Thiện coi như là không thích lên phim. Mà tụi nó cứ thích, tụi nó cứ thích chỉ cái máy quay vô Thiện hoài à. Đúng rồi. Thiện nó biết, em thấy cái video mà đi với Hân á. Đúng rồi, lái xe, lái xe. Đúng rồi. Ha, cái Thiện nó nói sao mà quay cái kem quay vô mặt nó hoài vậy, xong quay qua mặt con Gia Hân đi. Đúng rồi. Trời mất cười. Đúng rồi. Cái Thiện nó còn cố tình vậy nha quý vị. Nó cầm cái phone á, Thiện cầm cái phone á, cố tình nó che lại cái mặt liền. Che mặt luôn. Cái Hân nó đừng thấy á, Hân hỏi sao cái làm gì vậy, cầm phone làm gì, bấm gì. Hân hỏi ý là Hân kêu lấy phone xuống á để cho thấy cái mặt phải không, đúng rồi. Vô phim phải không. Cái Thiện nó quay cái Gia Hân nói trời ơi anh quay làm chi vậy, anh quay làm chi vậy, em anh quay làm chi vậy, để em quay được rồi, em kiếm tiền được rồi. Đúng rồi. Mà em nghe Gia Hân nói chuyện mắc cười lắm nha quý vị. Nó nói á, nếu mà em nói thiệt á, Thiện á nó không có khờ đâu, Thiện nó khôn lắm á, nó không có khờ đâu, nó chỉ là hút khói thôi, có hút khói thôi chứ nó không phải là người khờ. Thiện cũng khôn lắm nha quý vị. Ha, lúc mà Gia Hân nó nói á, là dặn Thiện á là đừng á, ai có quay Thiện á nha, Thiện á đừng có cho quay ha, Thiện đừng có cho quay ha, chỉ cho chị Hằng quay, Hân quay thôi. Là quý vị nghĩ đi, Thiện nó có cái suy nghĩ có đặt dấu chấm hỏi không? Đúng rồi, đương nhiên là có. Ủa nếu mà cái người này tụi nó tốt với mình quá mà tại sao á, nó cứ dặn mình mà đừng có cho người ta quay, mà đừng có cho người này quay, đừng cho người kia quay, mà sao cho hai tụi nó quay không? Đó, đúng không? Sao cho tụi nó quay không? Đương nhiên đó, nếu mà tụi nó mà tốt với Thiện á ha, tụi nó biết Thiện không thích cái gì á, không thích quay, không thích làm phim á, thì đừng có quay Thiện, đúng không? Mà đằng này biết Thiện không thích mà nó dặn Thiện á là đừng cho người ta quay, mà tụi nó biết, tụi nó quay. Quay hoài ha, mà Thiện kêu đừng có quay, cũng chỉ vô quay nữa, là Thiện đánh dấu chấm hỏi liền, là Thiện biết tụi nó muốn cái gì rồi quý vị, đâu phải Thiện biết đâu. Bởi vậy Thiện nói á, thôi mấy cái hàng đồ của nó, mấy cái đồ bán của nó đó quý vị ha, là mấy cái đồ bán của nó, mỗi bữa nghe Thiện nói cái câu gì nè, là có cái gì đó thôi đó, bây giờ nó cũng không thích bán cái đồ đó của nó nữa đó. Bây giờ để Gia Hân làm gì làm đi. Mấy cái đồ nó có cái gì đó, cái câu nói gì đó em quên rồi. Là coi như đó, là bây giờ là nó muốn là cho Hân, là Hân cũng vui vẻ, nó cũng vui vẻ ha. Hân có cái tự do của Hân, có cái vui vẻ của Hân thì nó cũng có cái quyền tự do vui vẻ của nó chứ. Giờ chuyện ai nấy làm á, bây giờ chuyện ai nấy làm đó quý vị. Thì nó mà bây giờ Thiện nói qua nói lời, nó cũng không chịu bỏ được tới em. Em biết không? Em nói cho anh nghe, hồi trước tới giờ là nói chung ra là Thiện hồi trước tới giờ vẫn ở trong nhà Hân. Nhưng mà bỏ thì vẫn không có bỏ. Vẫn có hút, cũng như Alex ở trong nhà hàng 3 đúng năm rồi. Đó. Đúng anh biết không? Cũng đâu có bỏ đâu. Mà con Hằng nó lên nó bỏ chứ đâu có bỏ đâu. Nói tới đây cũng mới nhớ nữa nè. Hôm bữa thấy quay Alex về nhà đó. Nói Alex ơi, bây giờ mày tu tâm đi nha, giờ mày tu đi, giờ mày muốn tu kiểu gì? Trời ơi, giờ mày muốn tu kiểu gì về đây tu. Trời ơi, ở trong nhà Hằng anh nghĩ đi, hết 3 năm rồi. Nếu tu được cũng đã tu xong rồi, thành chánh quả luôn rồi. Mà 3 năm trời, quý vị thấy được cái gì? Bao nhiêu tiền của Mạnh Thường Quân gót vô, khán giả vô ủng hộ này nọ kia, cuối cùng được cái gì? Ha, Mạnh Thường Quân gót tiền vô rồi cuối cùng được cái gì? Trả lời lại cho quý vị một cái câu, Alex về suối, Thiện cũng về suối, quý vị thấy không? Được cái gì đâu? Nó giờ đó, bao nhiêu số tiền của Mạnh Thường Quân về sao rồi? 4-5 năm trời, ha, nào là mua xe, rồi nào là thuê phòng. Rồi đó, nào á là hả cho các anh lên bờ, rồi nào là ôi mướn luật sư, rồi mướn luật sư, rồi nào là tiền bail bond ở tùm lum đủ thứ, các tiền của Mạnh Thường Quân hết trơn á. Bây giờ sao quý vị, toàn là một con số không, không bao giờ có bằng chứng, không bao giờ mà hả thấy mà mấy anh mà lên bờ, mà lên bờ mà hay đi làm, hay là đi làm, hay là ra làm mà lên bờ được cai nghiện không ha quý vị. Alex còn hơn trước, nặng hơn trước. Thiện cũng trở về suối, cũng hút là hút ha. Cốc khỉ cũng hoàng cốc khỉ thôi ha. Đâu phải là chỉ có hả là Thiện với lại Alex không đâu ha. Còn mấy người khác nữa, bao nhiêu người kia cũng vậy ha. Đó rồi, cũng như là bao nhiêu người hồi trước ở trong nhà Hằng
nào là ông Hùng nè, thấy không? Bao nhiêu người đó ở chung ở trong đó, rồi mấy ông khác nữa ở chung xong rồi giúp xong rồi sao cũng ra đi, giúp được gì đâu. Rồi anh Mía cũng ở mấy năm trời rồi có giúp được gì đâu, cũng chẳng có giúp được gì hết trơn á. Mà ha, tiền kêu gọi trong đó tiền á ha, không biết á là bao nhiêu tiền còn giữ trong đó đó. Nếu mà vợ chồng em mà cái vụ mà cái đợt mùa Covid á, chính phủ cho tiền cho mấy anh á, cho mỗi người tiền á, ha, anh Mía cũng có tiền trong đó 2.850 đô trong cái thẻ đó anh. Nếu mà vợ chồng mình á mà không lên nói á, ha, là cái tiền đó, cái thẻ đó con Hằng nó đâu có trả lại cho anh Mía đâu. Ha, nhờ vợ chồng mình lên nói, nào là chị Khá Linh đồ, Huệ Chung đồ, mấy anh em đồ lên nói á, thì á cái tiền đó mới nhả ra, cái thẻ đó mới về tới tay của Mía. Chứ không là hả, cái thẻ đó cũng im luôn rồi. Rồi còn cái vụ giúp mà gì? Anh muốn nhắc lại cái vụ mà Hằng lưng lẹo kêu gọi tiền cho anh Đậu của em. Bây giờ em khô luôn cái vụ đó. Bây giờ giống như hơn cả tháng em đúng không? Đúng rồi, hơn cả tháng rồi. Sao cái vụ anh Đậu đó thì ta? Cũng kêu gọi tiền tăng lễ rồi cho anh Đậu. Mà em hỏi quý vị chứ, ha, em hỏi vậy chứ, trời mấy năm trời. Đúng rồi, quay hình ảnh anh Đậu biết bao nhiêu. Mà cái kênh của Hằng nó quay á, quý vị biết á, là lúc đó đó, thời điểm đó đó, nó quay á, clip nào một ngày á là hả? Mấy trăm ngàn. Một ngày nó lên mấy phim, mấy phim vậy. Ngàn mấy đô một ngày. Mà bây giờ á, toàn quay hình ảnh anh em vô cư không à. Mà anh em vô cư á, có một người mất thôi. Ha, cũng như anh Bình nó cũng ra kêu gọi. Rồi bây giờ tới anh Đậu cũng ra kêu gọi tiền tăng lễ. Đâu có cần đâu. Cứ lấy tiền túi ra có mấy ngàn, có 2-3 ngàn thôi à. Trời ơi, một ngày, hai ngày phim của nó quay một, hai ngày phim của anh Đậu á, là nó đã lấy lại cái tiền đó rồi. Mà trước giờ quay mấy năm trời rồi, biết bao nhiêu là tiền rồi. Thì thôi bây giờ mình nghĩ tử là nghĩ tận. Mình lấy cái tiền, chích cái tiền ra 2-3 ngàn đó giúp cho anh Đậu, ha, anh Bình được tới nơi tới chốn. Đâu cần phải kêu gọi tiền đâu quý vị. Mà bây giờ anh nghĩ mình Hùng Quân sáng suốt rồi, em không có chút bỏ tiền vô cho mấy con lương này đâu em. Đúng rồi. Cái vụ mà giống như mới đây là cái vụ mừng Lâm á em. Cái vụ 100 đô gì á. Lâm á, nó Lâm á, có người nhận vô được cho được 100 đô. Em Lâm mừng quá này kia. Đúng thế rồi. Lâm chạy rồi mừng. Trời ai nó cho? Quay quá trời của con Lâm. Cái đó tiền của nó đúng không em? Tiền của nó, tiền phim của nó, phát lương nhá, cho con Lâm đó, đúng chụp rồi, đỉnh nó đó. Nó quay mấy chục clip có rồi, một clip biết bao nhiêu chứ tiền. Chứ ai mà cho vô anh? Đó là như vậy. Trời ơi, phim á, làm phim á thì nhiều ha, làm phim á thì quá trời luôn. Mà hồi trước á kêu gọi tiền ha, thì nó nói khổ quá kêu gọi tiền. Mà đâu phải khổ đâu quý vị, ra kêu gọi vậy thôi. Tiền của Mạnh Thường Quân đưa vô rồi đó, tận tay đó. Còn giữ tới cũng như bà Hua Đèo đó, còn giữ đó 2.000 mấy mà không đi ra phát đồ. Người ta lúc nào á đưa vô bao nhiêu là đi phát liền, đúng không? Đúng rồi. Giữ đó trong vòng mấy ngày thôi, bận công chuyện mình giữ trong vòng mấy ngày, từng đó làm phía phát liền chứ đâu có ngâm tới tiền mà tới 2.000 mấy. Đúng là rồi. Nhiều lắm rồi, biết đúng không rồi. Là mà lần nấu ăn có 200 mấy 300 mà còn ra đợt 6 nữa. Đó, một lần nấu ăn có 200-300 đô thôi. Mà giữ tới 2.000 mấy là gần 10 đợt nấu ăn trong đó rồi. Đúng rồi. Mà còn muốn kêu tiền vô nữa. Không, người ta đưa tiền vô, đưa vô là làm liền trong vòng mấy ngày thôi. Chứ không có trong vòng một tuần lễ là mình phải lên ra phát liền hết số tiền đó. Chứ không có, không phải là giữ ngâm như vậy quý vị. Cái đó mới làm từ thiện, đúng phải không rồi, tại vì anh em vô cư ngày nào cũng ăn mà, tại sao tiền vô trong đó mà mình cứ giữ, đúng không? Ngày đúng nào anh em vô cư cũng ăn, ngày nào cũng có anh em vô cư thì ra gặp người nào phát người đó. Đó, tiền vô rồi là phải làm việc đã. Mình đã nhận tiền là phải làm việc thôi. Đúng rồi. Đó, đúng không? Tại sao mà mình ngâm tiền ở đó mà trong đó anh em vô cư ngoài vẫn có phải giữ tiền, phải vô tiếp mới làm sao, và tiền không vô là không làm sao? Cái đó có từ thiện không? Hay là kinh doanh? Cái đó là kinh doanh rõ ràng, đúng không? Ha. Rồi á, ha, bây giờ á Mạnh Thường Quân bây giờ á em thấy là sáng suốt rồi, phải không? Không cho tiền vô rồi, bả nói á Mạnh Thường Quân chạy hết trơn rồi, chạy đúng là rồi. Phải rồi, làm như bả ai mà không chạy. Đúng rồi. Nó giữ tiền không à, đó, bà Hương cũng giữ tiền, đúng không? Hằng cũng giữ tiền không? Đó. Đó. Người nào cũng thích giữ tiền hết trơn á, kêu gọi kêu giữ lắm. Ha, mà mở miệng ra thì nói à, ôi tiền này á sao kê tài chánh, ha, đọc báo cáo tài chánh. Báo cáo dữ lắm quý vị ơi. Báo cáo không thấy thầy xếp. Báo cáo không giờ thấy hả thầy xếp đưa lên hết trơn á. Báo cáo là tài chánh á là phải minh bạch, thầy xếp phải đưa lên. Đó. Rồi, hôm nay mình lên chia sẻ đi đây trước em.
Rồi, hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo sau. Bye bye. Bye bye.